các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào nha, tràn đầy niềm vui nha. Ok, chào các bạn ơi. Bữa nay mình mới đi chợ về, mình thấy dê nó mới về ngon quá ha, tươi xanh luôn. Cho nên mình mua một cái miếng sườn dê này ha. Đây là cái sườn của con dê ha. Đó, thì mình dê thì mình thích ăn sườn hơn là ăn đùi. Đó, lúc nào mà mình thấy sườn là mình mua. Đó, cho nên thì cái miếng sườn dê này bữa nay mình sẽ hấp với loại sả với gừng ha, chấm với loại cái nước chấm chao thần thánh của mình. Đó, làm vài chai chơi cho nó vui. Đó, sẵn mình chia sẻ với các bạn luôn ha. Đây là một cái miếng sườn dê ha. Cái dê này nó nhập từ bên Úc qua nha. Rồi ok ha, giờ mình sẽ chuẩn bị đi thui nó. Cái dê này họ chưa có thui cho nên mình sẽ đem về mình thui nó. Ok ha, rồi làm tới đâu mình chia sẻ với các bạn tới đó nha. Đó, đây là sườn dê hấp sả với gừng. Rồi ha, bây giờ mình sẽ đi thui nó. Thì bây giờ trước khi mà mình hấp nó đó thì mình sẽ thui trước nha các bạn. Nó thì các bạn thui đó thì ăn nó mới ngon được. Không có thui là ăn không có ngon. Nó thì bây giờ mình sẽ thui cái da của nó cho nó thơm. Dê của mình nó đã rửa rượu xong rồi ha. Mình rửa rượu rồi mình lấy dao mình cạo hết mấy cái trái khác mà hồi nãy mà mình thui đó các bạn ha. Các bạn rửa với rượu xong rồi cạo sạch sẽ hết nó như thế này, bây giờ vàng tươi luôn ha. Rồi bây giờ trước khi mà các bạn hấp á thì các bạn ướp giùm cho mình ha. Bây giờ trước hết là đây là bột niêm. Rồi đó ha, bột nêm. Bây giờ kế đây là bột tỏi. Đó. Rồi các bạn cho xin bột hành. Cái này là dê hấp sả gừng coi như là tê tái nha các bạn. Nó rồi các bạn cho mình xin một chút xíu rượu. Rồi ha. Rồi các bạn cho xin chút xíu bột nêm. Rồi. Rồi ha, các bạn quậy lên cho đều. Các bạn nhớ nha, là khi mà các bạn rửa cái dê này đó ha, rửa thịt dê các bạn không có rửa nước lạnh nha. Mà các bạn phải rửa rượu ha. Khi các bạn ướp như vậy rồi các bạn để giùm cho mình khoảng 30 phút nha. Ít nhất là khoảng 30 phút. Nó cho tất cả các gia vị này nó thấm vô trong thịt dê ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị, bây giờ mình sẽ làm sả với lại gừng ha. Rồi mình sẽ hấp nó. Thank you.
khi mà mình chuẩn bị mình hấp đó ha. Nãy giờ dê mình ướp được 30 phút rồi, thì bây giờ đây là cái nước mà các bạn sẽ chuẩn bị hấp nó. Thì cái nước này các bạn bỏ xả vô dùm cho mình với loại lá chanh, lá này là lá chút nha các bạn ha. Xong rồi các bạn cho một chút xíu rượu vô trong cái nước này nó ha, cho rượu vô. Đây là lá chút, là lá chanh đó ha, lá chanh Thái đó, với lại xả, mấy cái nhánh xả nào mà xấu xấu ha, các bạn cho nó xuống dưới nó. Rồi các bạn để ra rồi. Còn đây đó, đây cũng là một cái sừng ha. Thì các bạn lấy xả các bạn lót xuống dưới với lại lá chanh với lại gừng nó ha, các bạn để gừng lên. Rồi bây giờ các bạn ẩm cái miếng dê để lên nó. Ok ha. Rồi các bạn sắp miếng dê cho nó ok lên ha. Ha, thì bây giờ khi mà các bạn để miếng dê lên ha, nó thì ở dưới nước cũng là xả, gừng, lá chanh. Trong cái sừng ở dưới cũng là như vậy. Để miếng dê vô thì các bạn vẫn để gừng ha, với lại xả với lại lá chút. Đó, các bạn để lên trên mặt như vậy. À, ok ha. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ đậy nắp lại và hấp nha. Ok các bạn ơi, thì hồi nãy giờ mình hấp được 10 phút rồi ha. Thì bây giờ mình mở ra coi thử coi nó như thế nào nha các bạn. Chưa ha. Bây giờ là thơm phức luôn nha các bạn. Bây giờ là không còn cái mùi dê gì nữa trơn nha. Đó. Ok, bây giờ mình đậy lại để mình lấy hơi lại nha. Rồi, ok, hấp tiếp nha. Thì bây giờ mình sẽ thử lên một lần nữa nha các bạn. Đó. Ok ha. Đó, bây giờ là cỡ đó là được rồi nha các bạn. Đừng có mềm quá nha. Đó, cỡ đó ăn cho nó vừa dẻo dẻo, nó vừa sực sực á, là mới tê tái nha. Bây giờ là thơm phức luôn ha, không còn nghe cái mùi hôi dê gì nữa hết trơn nha. Bây giờ là nghe cái mùi xả với gừng với lại lá chanh, thơm phức luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho nó ra dĩa rồi mình xắt nó ra nha. Quá ngon luôn. Thịt nè, không, bây giờ là cái này là cái sườn dê nha các bạn. Mình là mình thích ăn cái ba sườn hơn, còn đùi mình không bao giờ mình mua hết trơn, mình mua toàn là ba sườn không à. Thì bây giờ đó là tới cái công đoạn mà mình sẽ pha một cái nước chấm chao thần thánh ha. Thì cái lúc này các bạn phải để ý nha, cái nước chấm chao này mà các bạn chấm là coi như là hết ý luôn ha. Thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho mình tỏi xay với lại củ hành xay với lại xả xay nhuyễn ha. Ba thứ này các bạn xay nhuyễn ra, rồi các bạn bắt lên giùm cho mình một cái chảo dầu. Rồi các bạn bỏ vô khử giùm cho mình ba thứ nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ là các bạn khử ba thứ nó như vậy là được rồi ha. Bây giờ là thơm nức mũi luôn ha, bây giờ là thơm phức luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn tắt lửa đi, các bạn để cho nó nguội đi ha. Cái giai đoạn là mình phải pha chao ha. Đó, rồi bây giờ bỏ chao vô. Đó. Rồi, nó xong rồi ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cho mình một chút xíu bột nêm. Rồi ha, các bạn cho mình xin một chút xíu sữa đặc. Sữa đặc nha các bạn ơi, cái tiếng sữa nó kêu nha. Đó. Đó. Rồi các bạn cho mình xin một chút xíu tương ớt. Đó, đó các bạn nha. Rồi ha, các bạn tán đều nó ra nha. Rồi các bạn cho xin một chút xíu ớt sa tế vô.
Đây là một cái bài chao này là các bạn chấm bất cứ một cái món gì cũng ngon hết nha. Đây là các bạn cho sa tế ha. Đó. Rồi các bạn quỳnh đều lên. Ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn đánh tan ra hết rồi ha. Rồi tới lúc này các bạn bỏ vô giùm cho mình là ba thứ mà các bạn khử hồi nãy đó. Rồi các bạn bỏ vô giùm cho mình. Bây giờ là tê tái luôn nha các bạn. Rồi đó, ok các bạn trộn lên ha. Đó, bây giờ cái nước chấm này là nước chấm thần thánh nha các bạn. Rồi, ok ha, như vậy là hoàn tất cho các bạn. Thì bây giờ cái món sườn dê hấp xả với gừng của mình nó đã hoàn tất ha. Bây giờ là thơm phức luôn, cái mùi dê biến mất tiêu luôn ha. Thì mình làm tới đâu mình chia sẻ với các bạn từng bước một hết rồi ha. Thì cái món này nó cũng rất là dễ ha, không có khó gì cái món này hết. Thì các bạn y như vậy mà làm. Đây là sườn dê đó. Mình chẻ ra từng sợi sườn mình sắp ở đó ha. Đó. Vừa có gân, vừa có miếng sườn, vừa có da, vừa có nạc. Đó. Thì cái này là rất là ngon nha các bạn. Thường thì mình đi mua dê là cái đùi mình không bao giờ mua. Khi nào mà có cái bẹ sườn mình mới mua, còn không có bẹ sườn là mình không có mua. Đó. Thì mình không thích ăn cái đùi. Đó. Thì cái bẹ sườn này các bạn ăn nó không có ngán, ăn rất là ngon. Đó. Bây giờ là thơm phức luôn. Ha. Đó, sườn dê hấp xả gừng. Thỉnh thoảng các bạn cứ làm cái món này ha, làm cái món này là coi như là các bạn uống bia cũng được ha, các bạn uống bia cũng được và các bạn làm dài sĩ đế cũng ngon. Bạn thấy không? Từng sợi sườn của mình chẻ ra, mình chẻ ra từng sợi sườn ha. Đó là bởi vì hồi nãy nóng quá mình không có quay được. Đó, cho nên bây giờ mình chẻ ra xong rồi mới được nha. Nóng kinh khủng lắm. Đó là dê hấp xả gừng. Đó thì cái nước chấm này là các bạn phải nhớ nha. Cái nước chấm này là nước chấm thần thánh, các bạn làm cái nước chấm này các bạn chấm cái gì cũng ngon hết. Chấm vịt nấu chao thì các bạn làm cái nước chấm này các bạn cũng chấm được luôn ha. Cái gì cũng là chấm chao là chấm là cái bài chao này là các bạn là làm là chấm cái gì cũng ngon hết đó. Thì ok ha. Đó thì như vậy thỉnh thoảng các bạn làm cái món này ăn, sườn dê hấp gừng xả đó. Làm vài chai chơi cho vui. Rồi ha, ok, mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin chúc các bạn được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý ha. Các bạn gặp được nhiều điều may mắn trong một cái ngày mới nha. Rồi, ok, mình xin chào. Bye bye các bạn.